Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video đầu tiên của mình. Và hãy gọi mình là Angie nhé. Đây là chuyến đi đầu tiên của mình từ Việt Nam sang Vancouver, Canada. Và đây cũng là lần đầu tiên mình đi máy bay luôn. Nên mình muốn làm video này để chia sẻ kinh nghiệm của mình đến với các bạn chuẩn bị đi du học với mình nha. Hành trình của du học sinh bay từ Việt Nam sang Vancouver, Canada sẽ như thế nào? Trước khi bay, nhà mình bắt đầu bằng một buổi ăn chay vì ngày mình bay chính là ngày rằm. Sau đó thì những con bạn thân của mình hãy tới và tiễn mình đi. Đã đến lúc mình cần phải tạm biệt nơi đây thôi. Mặc dù rất là buồn nhưng mà thôi, phải vậy thôi. Mình không phải là đứa đang quay lại mọi người, mà mình chính là đứa đang cầm hoa đó. Và cuối cùng tụi mình cũng đã tới sân bay rồi. À đúng rồi, ba mình đặt Grab cho tụi mình đi trước, còn gia đình mình thì sẽ đi sau. Vậy nên là tụi mình tới trước vậy đó. Mình đi vào chiều thứ 6 và hôm đó sân bay rất là đông luôn á. Đây là lúc mà ba và mình đi vào trong check-in. Đó, các bạn thấy đó, rất là đông luôn. Và hãng máy bay mà nhà mình lựa chọn đó chính là Cathay Pacific. Mình sẽ transit ở Hồng Kông 1 tiếng rưỡi và sau đó là sẽ từ Hồng Kông bay sang Vancouver 12 tiếng. Đây, khúc này ba mình đang cân ký cái phần ký gửi của mình. Sau khi ký gửi làm thủ tục xong hết rồi thì hai đứa bạn còn lại của mình cũng tới. Nhà mình ra ngoài chào tạm biệt mọi người cỡ nửa tiếng à. Sau đó là mình phải đi vô lại, tại vì mình phải vô sớm để chờ. Lúc này mình vừa mới khóc xong luôn. Bây giờ coi lại cảnh này mình vẫn còn cảm thấy xúc động nữa. Lúc này mình đi vào nhưng mà mình nhịn khóc ấy, kiểu cảm giác như là không còn được gặp mọi người nữa. Lúc mà mình đi vô trong rồi thì mình mới bắt đầu khóc lên nhiều hơn. Lúc này thì mình đã đi qua hải quan rồi và đang kiếm cái cổng của mình. Thì ở trong hải quan người ta sẽ kêu mình cởi áo khoác, cởi giày và những thứ mà mình mang theo lên máy bay á, và bỏ lên trên cái mâm mà người ta có sẵn ở đó, rồi scan qua cái máy. Và mình cứ qua được cái bước đó thì mình sẽ qua luôn là ok. Bước tiếp theo mình chỉ cần đi tìm cổng của mình và chờ lên máy bay thôi. Cổng của mình là cổng số 27 và nó nằm tuốt dưới sân bay luôn á. Mình thấy là ở trong sân bay bán rất là nhiều đồ luôn á mọi người, nhưng mà mình sợ mình bị trễ nên là mình không có thời gian, mình không có tính mua nhiều. Đây, cuối cùng cũng tới cổng số 27. Đó, chỉ cần đi thang máy xuống. Nhưng mà bất ngờ là rất là đông người luôn á mọi người. Mình đã kiếm được cổng của mình là 27. Phát hiện được trên kia là phòng ngủ. Wow. Thiệt ra là mấy người đó đang đợi cái chuyến đi Singapore á mọi người. Trước cái chuyến của mình là cái chuyến đi Singapore, còn mình là cái chuyến đi Hồng Kông. Ngày mình đi thì ông trời tặng cho mình một cái cơn mưa rất là lớn, nhưng mà bù lại cho mình khi mà vô sân bay rồi thì được một cảnh hoàng hôn rất là đẹp luôn. Mình có xách theo cái vali 7kg và cây đàn và con gấu bông lên ôm trên máy bay, và theo một cái ba lô đựng giấy tờ. Những người đi chuyến bay sinh Canada thì còn chút xíu thôi. Thiệt ra là lúc đầu mình cũng không biết là mấy người đó đi Singapore luôn á. Mình cứ tưởng là mình bị trễ giờ, nhờ bà kế bên nói thì mình mới biết được á. May ra không? Cảnh hoàng hôn trước khi bay quá đẹp. Nè mọi người, đây là chiếc máy bay mà mình sẽ đi đó. Siêu bự luôn á. Người ta đang thả mình xuống. Rồi xíu nữa mình sẽ lên máy bay này. Wow, quá đỉnh. Đây là lúc chuẩn bị check-in vé để lên máy bay nè. Hãng của mình là hãng Economy, nên là mình sẽ nhường những người khác, những người mà hãng cao hơn đi trước, và mình sẽ là người đi sau á. Cuối cùng mình cũng đã lên máy bay rồi nè. Ghế rất là rộng nha mọi người. Cái anh mà ngồi kế bên mình, anh cũng là người Việt luôn, nhưng mà lúc đầu mình không có biết. Nhưng mà anh đi Mỹ chứ không phải là anh đi Vancouver. Nên
May á, mà đi tới sân bay Hồng Kông á, nó rất là rộng nên là mình dễ bị lạc á. May mà có anh đó dẫn mình đi tới cổng luôn. Thiệt sự là mình siêu biết ơn anh đó luôn á. Không có anh đó là mình bị lạc rồi. Tại vì lần đầu tiên mình đi máy bay mà cũng là lần đầu tiên mà xuất ngoại luôn á, nên là rất là khó khăn cho mình, ai cũng lo cho mình hết á. Nhưng mà may thiệt sự. Nè, đây là những cái phim mà có ở trên máy bay nè, rất là nhiều luôn. Còn đây là những cái game ở trên máy bay. Thì ngồi ở trên đây mình không có cần lo bị chán luôn đó mọi người, tại vì là có rất là nhiều trò luôn. Nè, đây là những cái phim mà dành cho con nít, dành cho trẻ em, nhà mình nhất thích coi ở trong khu này. Đây là khu tạp chí dành cho ai muốn coi. Nhưng mà mình sẽ qua cái khu mà bản đồ thế giới để coi cái hành trình mà mình sẽ đi. Đây là khoảng cách từ Việt Nam đi đến Hồng Kông đó mọi người. Đây là bản hướng dẫn an toàn của máy bay. Và đây là tai nghe. Và khi lên máy bay người ta sẽ phát cho mình cái màn giống như vậy đó. Khi gần bay thì thay vì có tiếp viên đứng ở ngay giữa hàng để hướng dẫn, thì người ta sẽ chiếu lên trên cái màn hình cái hướng dẫn đi máy bay sao cho an toàn, rồi tất tần tật mọi thứ luôn. Mình cảm thấy nó rất là hay. Đây là khúc mà máy bay gần chuẩn bị bay lên rồi nè mọi người. Mình lúc đó mình hồi hộp lắm luôn á. Cái khúc mà máy bay bay lên á, mình nghĩ là mình nên ngồi dựa vào trong cái ghế, chứ không thôi là mình sẽ bị chóng mặt, bị say máy bay á mọi người. Cả cái lúc mà bay lên và cả cái lúc hạ xuống luôn sẽ rất là dễ bị chóng mặt. Sài Gòn thì sự rất là đẹp đúng không mọi người? Thật sự luôn, buổi tối ấy. Đi đến Hồng Kông nè, khoảng 15 phút sau thì người ta sẽ kéo cái xe đồ ăn lên và hỏi mình là mình muốn ăn pasta hay là mình muốn ăn cơm gà. Thì mình bảo là mình muốn ăn cơm gà, thì người ta sẽ đưa cho mình cái phần giống như vậy. Thật sự là gà rất là ngon nha mọi người. Có trái cây, có kem và có cái hũ nước, nước lọc ấy. Và kem rất là lâu tan luôn, mình ăn hết nguyên cái sốt đó, sốt cơm rồi mình mới bắt đầu ăn kem, là lúc đó kem còn chưa tan một miếng nào luôn á mọi người. Mình thấy kem rất là ngon nhưng mà nó hơi ngọt so với khẩu vị của mình. Cái lúc này khi mà mình ăn xong thì máy bay cũng đã gần tới Hồng Kông rồi nè. Đây là cảnh xung quanh sân bay Hồng Kông nè, nó rất là đẹp luôn nhưng mà nó tối quá mình cũng không quay được nhiều. Ở ngoài nhìn rất là đẹp luôn đó mọi người. Sau khi xuống sân bay thì cái anh ngồi kế bên mình, anh đã dắt mình đi đến cái cổng của mình á. Tại vì anh đó transit tới một ngày lận. Thiệt sự là sân bay Hồng Kông vô cùng bự luôn, mình đi mà mỏi chân luôn á mọi người. Sau khi mà mình xếp một cái hàng dài ơi là dài thì cuối cùng mình cũng được lên máy bay rồi. Người ta sẽ phát cho mình một cái menu để mình chọn cho hai bữa ăn, có cả nước nữa. Menu rất là đa dạng và đẹp luôn. Nhưng mà mình thấy là mấy cái món mà mình chọn thì nó không có ngon tí nào luôn. Mình vẫn thích cái món cơm gà mà chuyến trước á, nó rất là ngon luôn á. Vài phút sau thì người ta sẽ phát cho mình cái chai nước và cái gối cộng thêm cái mền nữa để cho mình ngủ trong lúc bay suốt 12 tiếng. Mình lên máy bay khoảng 2 tiếng gì đó thì người ta sẽ xách xe lên và hỏi mình là muốn ăn món gì. Thì mình đã chọn là món pasta phô mai. Nó sẽ cho những món như này, như là nhìn như này là salad hay sao ấy, thịt nguội, kem sô-cô-la, ở dưới thì có sô-cô-la với lại bơ. Bơ này rất là ngon nha mọi người. Và một lát bánh mì nóng. Thì pasta này lúc đầu mình ăn thì nó cũng ngon, nhưng mà ăn từ từ mình thấy nó ngán, chứ nó cũng không ngon lắm, nó kỳ lắm mọi người. Nhưng mà bù lại thì nước ép táo rất là ngon nha. Nhưng mà mình lại quên mất tiêu rồi. Nói chung là trải nghiệm ăn trên máy bay thì cũng được, cũng ok á, cũng không đến nỗi mà dở tệ. Lúc này là mình đã đi được nửa chặng đường rồi nè, đã đi được nửa vòng trái đất rồi đó. Thank you.
Sau khi ngủ một giấc thì và thời gian chỉ còn lại là 4 tiếng 45 phút thôi. Đây là camera ở dưới máy bay nè mọi người. Lúc này thì mình đã đi vô toilet và đánh răng để chuẩn bị cho buổi sáng tiếp theo. Mình không hiểu sao mà vô toilet thì máy bay nó lại bị giật giống như vậy á mọi người. Không hiểu sao luôn. Nói chung là toilet rất là đầy đủ phụ tùng, nhưng mà mình toilet nhỏ quá nên là mình quay hơi bị lag á, nên là mọi người thông cảm nha. Mình nghĩ là tùy vào hãng máy bay, nhưng mà hãng máy bay của mình thì có cái nước rửa tay và còn có lotion dưỡng da tay nữa, hay lắm. Đây là lúc mà mình lấy cái ly xuống nè, sau đó là rót nước và súc miệng. Cuối cùng cũng đánh răng rửa mặt xong rồi, xem cái mặt mình tươi tắn chưa kìa. Sau đó mình rửa tay và đi ra ngoài thôi. Các bạn nhớ đi cẩn thận nha, tại vì máy bay cũng hơi lắc á. Lúc mà mình ra thì máy bay nó cũng đã gần tới Vancouver rồi nè. Sau đó thì người ta phát cho mình cái bữa ăn sáng luôn, và mình chọn là trứng với lại bánh mì, thịt jam bông rồi bacon vậy thôi á. Trong cái khẩu phần ăn của mình thì có sữa chua và mứt và bơ để chế cái mì. Mình rất là thích ăn bơ đó luôn, mình ăn sạch hết bơ, cái hũ bơ đó luôn á mọi người. À còn có khoai tây nữa. Lúc này thì máy bay của mình cũng đã gần tới Vancouver rồi nè. Mình ngồi vừa ăn trái cây, sữa chua và vừa coi phim luôn. Lúc này mình đã đi được nửa trái đất ở đó, ghê không? Mình thấy là cái màn hình ở đây á, siêu nhạy luôn. Nó như là một cái iPad gì á. Bây giờ mình sẽ mở camera ở dưới máy bay cho các bạn coi. Nhìn đẹp ghê ha. Nãy giờ bay trên bên trên biển, bây giờ sắp được vô đất liền rồi. Đây là Vancouver nè mọi người. Và cái thành phố mà mình ở là Maple Ridge. Cái thành phố mình ở là thuộc Vancouver, nhưng mà nhìn trên bản đồ thì nó xa thiệt luôn á. Cách nhau 1 tiếng đi xe đó mọi người. Cuối cùng cũng chạm tới Vancouver rồi. Đây là máy bay đang đáp xuống nè. Tại vì nó rung quá, với lại mình sợ nên là mình ngồi dựa vô ghế mình không có quay. Khi mà các bạn đã xuống sân bay ấy, thì các bạn, một là các bạn đi theo cái tấm bảng ở trên, hai là các bạn đi theo những cái người mà đi trước thôi, là các bạn sẽ tìm được cái đường ra là xong. Tại vì mình nghĩ là sân bay Vancouver nó chỉ có một đường đi xuống dưới cái máy check in thôi. Sân bay Vancouver thì rất là to và đẹp luôn. Các bạn cứ yên tâm đi theo người ta thôi, thì từ từ cũng sẽ tới à. Đi đến đây tự nhiên thấy cái bể xuống đúng đáng yêu luôn á. Đi đến đây thấy hai cái tượng đó là chứng tỏ các bạn đã đi đúng đường rồi đó. Rồi mình chỉ cần đi thẳng xuống dưới và đi tìm đến cái máy này thôi. Và nó kêu các bạn làm cái gì các bạn cứ làm cái đó. Nó hỏi các bạn cái gì các bạn cứ trả lời đúng sự thật thôi. Thì nó sẽ hỏi các bạn là các bạn có đem theo heroin hay là có đem theo những cái chất cấm, thuốc lá gì không thôi. Và nó sẽ hỏi là các bạn theo dạng du lịch hay là theo dạng học tập. Thì nó sẽ hỏi thêm luôn là các bạn ở đây mấy ngày, kiểu vậy đó. Mình theo dạng học tập thì mình sẽ ở đây 365 ngày. Lúc mà nó kêu các bạn scan cái passport đó, thì các bạn nhớ bỏ ra cái vỏ nha. Mình không biết nên là mình để nó luôn nên nó không cho mình scan. Sau khi mà làm xong thủ tục thì nó sẽ in ra cái tờ giấy như này. Và các bạn cứ xếp hàng theo người ta rồi đi đến cái chỗ mà hải quan á, thì người ta sẽ hỏi các bạn đi đâu làm gì. Thì người ta hỏi mình là mình đi học hả, thì mình nói yes thôi là người ta cho qua luôn. Sau đó thì các bạn hỏi người ta coi là chỗ lấy study permit ở đâu, sau đó các bạn sẽ đi đến đó và lấy thôi.
Nói chung là các bạn cứ gửi đồ ở một chỗ nào đó người ta quy định á, xong rồi các bạn cứ đi vô yên tâm mà vô lấy study permit thôi. Và thế là xong hết tất cả thủ tục ở sân bay, và sau đó thì mình chỉ cần đi ra ngoài và chờ người thân đến đón thôi. Đó cũng đã kết thúc chuyến hành trình của mình lần đầu tiên bay từ Việt Nam sang Vancouver. Mọi thứ bên đây đều rất tốt, thời tiết rất là mát mẻ, nhưng mà có điều là ở bên đây được mấy ngày đó, thì các bạn sẽ cảm thấy rất là nhớ gia đình, nhớ bạn bè. Nhưng mà khi mà mình đã chọn con đường đi du học rồi thì mình phải chấp nhận những cái chuyện đó thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và xem đến hết video của mình. Và mình muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã ở bên cạnh mình suốt thời gian qua.